chiêng pì nòng hạc sường, năm dệt quam nhận chào các đại tướng, tảng tảnh quỳ hươn mương phăng, mưa hương hàng mi khàn chăn, dần bay mưa hương ím po ốm ình. Bương bỉ cài ma cấp ủy chính quyền xã Mương Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, cọ uẩn ba dần bay, biến thái lang ngầm vịa dệt, biến thái chừa phân cỏ bô bồng, tổ tảnh tổ liêng, dù khoa học kỹ thuật khẩu dệt dườn, dù miết lung mi nòng đừng nằm đại tướng, cuồng bàn dài nằm, chuồng hông dệt dườn hay na. Bừa sưng năn đơi kiển rú khỏng po me chu chừa côn nằng quảng phòng, mưa hương ím po nỏ bòm, phòng bàn na mưa hương biến thái mở. Nòng đừng nằm đại tướng đầy tảng tánh tôi đề nghị khòng đại tướng Võ Nguyên Giáp khẩu bì sòng văn bài xí chơ đại tướng Võ Nguyên Giáp ma mưu phăng giảm lau sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ cánh giảm bo me chu chờ côn rú nỉ chứng mài đơi kiền rú dạ cha vừa bó mi bo năm dề sườn khòng bo me dần bay nằng phồng tin cách mạng. Nhằm năn đại tướng có đề nghị đảng ủy chính quyền nghiên cứu dệt mường phải lái lên nhàn bào mi bao năm cho dừa dần bay chuồng hong dệt dần hệt na lặng nằn dự án để có tặng chính quyền xã pha triển lai đề nghị huyện Điện Biên sở nông nghiệp cánh phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên phê duyệt dự án. Nhằm năn đảng ủy chính quyền xã có pha sử họ đại tướng Võ Nguyên Giáp vào khuẩn lang phớ chờ mon đẩy đại tướng có phong quam choi dừa bần cầu bì sòng phan bài bét đại tướng tèm sử pha văn phòng chính phủ bàn uẩn pa tẩy bắc bộ nông nghiệp cánh phát triển nông thôn đề nghị tóp lang phớ mon khổng dần bay xã Mương Phăng lạ bì sòng phan bài xíp nòng từng nằm để chân cái tảng tánh hót mừ chết cả vườn hạ vì sóng phát bài xếp giảm dệt mồm lèo ẩu khổ sủ dự án nòng từng nằm lòng luồng đầy nhẫn xanh men công trình cần sẵn vừa chơ ẩu khổ sủ có tả luôn ngài tì hở bò me dàn bay xã Mương Phăng lườn xưa lò khùng quần lòng té bàn lòng háy lòng luồng bản yên mà pe dề dườn hệt ta phu mày tên bá tành bà cùng mi bao năm chuồng hong đơi kiển số bấu hành hót lành lau lần xưa lò có phong phân tạ luông dề dườn hầng hy tròi dừa dàn bay cuồng phồng khảm khối cặt cung ướt xa ngày xưa là chưa có cái hồ này là dân chưa được nước tận dụng làm hai vụ. Chơ bó hê mi nòng nằm nỉ, dàn bay bó mi nằm dệt na sòng mua, phân lại trắng dệt hay. Khai nỉ mi nằm nòng ma, khỏi cò có không ngân, cắp chào chàng nòng từng nằm, phải tành bà sàng cuồng công. Vừa chuồng hong vừa kiền đanh ngai khòng chua hơn, vừa mi bà khai tấm ten ngân tiên, giống trái cuồng chua hơn. Chu Hân lung hù khùa vừ giữa bàn lòng luồng sòng xã Mương Phăng cò phầy ngân o khuất nòng tảnh bà lung vừ hở hủ chơ nòng từng nằm lòng luồng hê đầy tảng tánh tênh mết nòng khổng lung mẹ tiền na mốt nừng nằm nắc đệt nòi sủ mê lung mi nằm nay tét nòng đại tướng vì sóng văn bài xếp hạ lung cò phải ngân o chẳng máy ma khuất nòng tành bà khơi nỉ nòng bà khổng chu hơn lung vừ quảng cài ban nừng thơ môn lung phải ngân o tành bà dù phi đơn tính bà chăng bà chấm bản vâng mỏi pì chu hơn lung cò thủ ma mư té sàm xếp họt xí xếp chiều mặn ngân khải bà chứ chằm quan sáng sòn khổng đại tướng bò mè đầy ca sàn
nếu chưa cần chóng hanh xác mắn dề dườn, hợt khẩn khảm khối cật cung ứ xa. Cấp ủy chính quyền xã Cánh Phò Mè cần để mên mốc bổng trờ bày trè tá bu. Năm tờ quam sáng sòn nằn, chính quyền tiểu phường cò chóng hanh tiếu chưa dần bay, lựa ẩu bưng chừa phân cò búp bồng tổ tành liền mở, đầy nằm nắc dùng khẩu dê dườn. Năm dệt cờ đầy lang tì chu chính sách tròi dừa chu hơn cặt. Xương tròi dừa chừa phân cò búp bồng tổ tành liền, tròi dừa củ ngân công tả mạn nòi. Nếu chưa bò mè, chiên té tiền hay chứa trắng cả tành, nằm nắc tẻ nòi, ma pu chu tàng cò khải tề ca, xương cò mát nhò. Khải quảng chuồn luông dề dườn sơ khải trường hang, dề dịch vụ, chuồng hong, côn khe, mắt bứng le, dử giảm. Bòm nằn, mưu phẳng, cò chóng hanh, quản đù, bày trẻ bá. Lần xưa, lò bá cuồng khùng trên lang, băn kiểu, cấp chư tên, đại tướng. Xương luông nhỏng ảng khổng, quể hươn, mương phẳng. Lần xưa, lò té chơ nòng đứng nằm đại tướng, ẩu khổ sủ. Bò mè quần xã có chóng hanh dệt na dòng mua. Lựa chu chưa khẩu để nằm nắc dùng khẩu ván phu. Mà pè tảnh lường sát dính, bết cái hát nan, khuất nòng tảnh bà. Vừa xanh năn đây kiến rú khổng bò mè mờ hương tẹt tiếng. Khánh nỉ số chưa hơn cạt khổng xã, trắng nhăng không phẩy không xí phân hỏi. Thủ nhập bản vâng mỏi hồ côn dườn đầy, xí xếp hạ chiều mặn ngân cốt nừng quần tỷ nừng. Đã thực hiện tòi quam bọ sòn các quan nhẫn bào tòi đại tướng Bảo Nguyên Giáp đó khay dần mương mương phẳng đó té tảng tánh mà hót pì nị đó tinh cá xá đó chẳng mi sam hộ nghèo thôi. Đây không khỏi đó giữa tập thể cấp ủy chính quyền nó mệt vì sóng băn sao xí đó phấn đấu nó mới hộ đói nghèo. Mệt bần pé đi chứ đầy sóng làng hơn mà. Mương phẳng phổng tiền cách mạng có cánh đàng tương phát biến thái mỡ. Ăn men lang tì cất đầy không đảng bộ chính quyền cánh sản bay xã Mương Phăng, cò cà sàn pòm hôm hanh, cầm quyết chóng hanh ẩu đơi kiến sú sản bay, mờ hương nhô bằng, yếm pho, nỏ pòm xưa. Pòm nằn năm giờ tỷ quan nhận chào cấp đại tướng, côn để pòm hè sản bay Mương Phăng, anh yêu khe hìa, pò tùn côn thầu. Mỏi côn dần Mương Phăng, chia cà sàn tàng tánh quỷ hương, mờ hương hằng mi để đầy. Anh cũng quay một ít cơ bản rồi.